Cô chào tất cả các em. Cô tên là Thu Hằng, giáo viên khối 5 của trường tiểu học Lê Ngọc Hân, quận Nhất. Hôm nay cô rất vui lại được đồng hành cùng với các em trong tiết tập làm văn của môn tiếng Việt lớp 5 tuần 27. Trước khi vào buổi học, để tiết học đạt được hiệu quả tốt, cô muốn các em lưu ý một số vấn đề sau. Các em hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, tập trung lắng nghe cô giảng, chủ động ghi chép bài và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ cô giao. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau vào tiết học nhé. Tiến trình bài học ngày hôm nay của chúng ta đi theo 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất, khám phá. Hoạt động thứ hai, vận dụng. Và cuối cùng là hướng dẫn làm bài kiểm tra. Chúng ta cùng bắt đầu vào với hoạt động khám phá. Các em ạ, văn miêu tả là một thể loại rất quen thuộc với chúng ta. Các em đã được học rất nhiều bài văn miêu tả từ các lớp dưới để giúp các em nhớ lại những kiến thức cơ bản về thể loại văn miêu tả cây cối. Cô cùng các em bước vào bài học ôn tập về tả cây cối trong tiết tập làm văn. Bài học hôm nay sẽ giúp các em củng cố kiến thức về văn tả cây cối, cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối, trình tự miêu tả, những giác quan được sử dụng để quan sát, những biện pháp tu từ được sử dụng trong bài văn. Thứ hai, giúp các em sẽ nâng cao được kỹ năng làm bài văn tả cây cối thông qua viết đoạn, viết bài văn. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục qua hoạt động khám phá với bài văn Cây chuối mẹ của nhà văn Phạm Đình Ân. Các em mở sách giáo khoa trang 96, đọc bài văn Cây chuối mẹ và trả lời câu hỏi. Chúng ta cùng lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô bài Cây chuối mẹ. Mới ngày nào, nó chỉ là một cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác đâm thẳng lên trời. Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả một góc vườn xanh thẫm. Chưa được bao lâu, nó đã nhanh chóng thành mẹ. Sát chung quanh nó, răng cây chuối bé xíu mọc lên từ bao giờ. Cổ cây chuối mẹ mập tròn, rụt lại. Vài chiếc lá ngắn cũng cỡn, lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy. Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non. Nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng hẳn về một phía. Khi cây mẹ bật đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn. Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa trúc xuôi sang một phía. Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày dã cua, hoặc buồng quả to bằng cái giỏ lợn đè dập một hay hai đứa con đứng sát nách nó. Không, cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào. Chúng ta cùng suy nghĩ để trả lời câu hỏi 1A. Cây chuối trong bài văn trên được tả theo trình tự nào? Các em hãy ghi chép nhanh những ý mình tìm được ra vở nhé. Mới ngày nào là cây chuối con, hôm nay thành cây chuối to. Chưa được bao lâu thành cây chuối mẹ. Bằng những cụm từ chỉ thời gian cùng từ ngữ miêu tả hình dáng, nhà văn Phạm Đình Ân đã phác họa hình ảnh cây chuối phát triển theo thời gian. Đó chính là cách miêu tả theo từng thời kỳ phát triển của cây, hay người ta còn gọi đó là miêu tả theo trình tự thời gian các em ạ. Ngoài cách trên, khi miêu tả cây cối, các em còn có thể tả cây cối theo trình tự nào nữa? Tả từng bộ phận của cây là cách miêu tả thứ hai trong thể loại văn miêu tả cây cối. Người ta còn gọi đó là trình tự không gian. Như vậy, trong văn miêu tả cây cối, các em có thể chọn lựa tả từng bộ phận của cây hoặc từng thời kỳ phát triển của cây.
có thể tả bao quát rồi tả chi tiết. Các em biết đó, nhà văn Phạm Đình Ân đã rất thành công trong việc miêu tả cây chuối mẹ. Chúng ta cùng tìm hiểu xem ông đã sử dụng những giác quan nào để cảm giác được những nét đặc trưng nổi bật của cây chuối mẹ. Cây chuối mẹ được tả theo cảm nhận của giác quan nào? Chúng ta thấy tả hình dáng của cây, của lá, của hoa. Như vậy, cây chuối đã được tả theo cảm nhận của thị giác, tức là tả bằng mắt. Ngoài thị giác, các em còn sử dụng những giác quan nào để quan sát cây cối? Chúng ta cùng suy nghĩ theo cô nhé. Bên cạnh việc dùng mắt là thị giác để quan sát hình dáng màu sắc của cây, của lá, của hoa, ta có thể lắng nghe, tức là thính giác, để tiếng khua của tàu lá khi gió thổi. Đặc biệt, cảm nhận được độ trơn bóng, sần sùi của thân hay của lá bằng xúc giác. Hay dùng thính giác để ngửi được mùi thơm của hoa, của quả khi chín và cảm nhận được vị chua, ngọt của trái, của quả bằng vị giác. Như vậy, khi sử dụng nhiều giác quan, các em sẽ quan sát được nhiều ý để viết thành những câu văn hay, và từ đó người đọc sẽ cảm nhận được nét miêu tả một cách sinh động về cây cối. Chúng ta thấy dưới sự quan sát tinh tế của tác giả Phạm Đình Ân, hình ảnh cây chuối đã được miêu tả rất sinh động và cuốn hút người đọc. Để đạt được hiệu quả như thế, trong bài viết của mình, tác giả đã sử dụng rất nhiều hình ảnh so sánh nhân hóa thật đặc sắc. Vậy, các em hãy tìm hình ảnh so sánh nhân hóa được tác giả sử dụng trong phần tả cây chuối. Em hãy dùng bút chì và ghi lại những từ ngữ, ghi lại những hình ảnh nhân hóa và so sánh trong bài. Chắc hẳn các em cũng đã tìm được những hình ảnh so sánh nhân hóa như cô. Hình ảnh so sánh, tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác. Các em nhìn, đây là một dụng cụ của nhà nông, nó rất gần gũi và quen thuộc. Các tàu lá ngã ra như cái quạt lớn. Dùng từ ngữ để so sánh một hình ảnh cho người đọc rất dễ cảm nhận. Cái hoa thập thò hoe hoe đỏ như một mầm lửa non, một hình ảnh sinh động nữa được so sánh. Và cái hoa to bằng cái chày giã cua, một cái vật này cũng quen thuộc như ở nhà các em vẫn thường sử dụng, đúng không nào? Cuối cùng, một hình ảnh so sánh nữa đó là buồng quả to bằng cái giọ lợn. Có lẽ chúng ta rất ít được nhìn thấy đây là một cái giọ lợn, hay người ta còn gọi như cái lồng heo, được đan bằng đan tre, dùng để nhốt những con lợn hay con heo khi mà mang vác nó ra khỏi chuồng. Những hình ảnh mà tác giả đã dùng để so sánh, các em thấy nó rất gần gũi và thân quen với mọi người. Nó đã giúp bài văn thật chân thực và sống động. Sự chân thực sống động ấy của cây cối càng trở nên hay hơn khi mà tác giả dùng những biện pháp nghệ thuật nhân hóa. Các em cùng tiếp tục theo dõi những từ ngữ mà tác giả đã sử dụng để nhân hóa trong bài văn. Từ ngữ chỉ phẩm chất đặc điểm của người: đĩnh đạc, thành mẹ, hơn hớn, bận, khẽ khàng. Từ ngữ chỉ hoạt động của người: đánh động cho mọi người biết, đưa, đành để mặc. Và từ ngữ chỉ những bộ phận đặc trưng của người là cổ, nách. Các em thấy đấy, việc vận dụng các biện pháp nghệ thuật như nhân hóa và so sánh vào các chi tiết miêu tả của bộ phận cây, ta đã thấy được một hình ảnh về cây rất là sống động, tạo cho người đọc một cảm giác rất là gần gũi và thân quen. Giọng văn tự nhiên thì đấy chính là phần mà chúng ta đã vừa tìm hiểu. Tuy nhiên, các em cũng nên biết trong bài có từ cây chuối con, cây chuối mẹ và cây mẹ. Đây không phải là những từ ngữ dùng để nhân hóa mà chỉ là sự chuyển nghĩa từ vựng thông thường.
Để viết thành công một bài văn miêu tả cây cối, nhà văn Phạm Đình Ân đã lựa chọn miêu tả theo trình tự thời gian, quan sát những chi tiết nổi bật của từng bộ phận theo thời kỳ phát triển của cây, đồng thời tái hiện những hình ảnh sống động đó của cây chuối bằng biện pháp so sánh và nhân hóa. Từ bài văn này, cô muốn các em hãy nhớ những điều cần thiết khi viết bài văn miêu tả cây cối. Các em nên sử dụng nhiều giác quan để quan sát, lựa chọn trình tự để miêu tả như tả từng bộ phận của cây, tả từng thời kỳ phát triển của cây. Đặc biệt, vận dụng hình ảnh so sánh nhân hóa. Như vậy, chúng ta cũng đã trả lời được 3 câu hỏi trong phần bài 1 của sách giáo khoa. Cô và các em cũng đã hoàn thành luôn phần khám phá trong bài học hôm nay. Bây giờ, các em hãy vận dụng những kiến thức vừa học được để chúng ta bước vào trong hoạt động tiếp theo, đó là vận dụng. Các em hãy cùng cô đọc yêu cầu bài tập số 2. Viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây, lá hoặc hoa, quả, rễ, thân. Chúng ta cùng xác định yêu cầu của bài. Viết một đoạn văn ngắn, tức là chỉ viết một đoạn văn ngắn. Chỉ chọn một bộ phận của cây để tả, lá, hoa hoặc quả. Ở đây em có thể lựa chọn rễ cây, lá cây, quả. Việc các em xác định đúng yêu cầu của đề bài, nó cũng sẽ giúp chúng ta viết bài văn đúng trọng tâm. Các em ạ, khi mình viết một đoạn văn miêu tả một bộ phận của cây, các em cần lưu ý cho cô. Chọn một bộ phận của cây mà em ấn tượng nhất, quan sát bằng nhiều giác quan, sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa, chọn trình tự miêu tả thật phù hợp, có thể từ khái quát rồi tả chi tiết hoặc tả sự biến đổi của bộ phận đó theo thời gian. Đặc biệt, sử dụng hợp lý các biện pháp liên kết. Như vậy, các em cùng tham khảo thêm với cô một đoạn văn sau. Hoa giấy rất đẹp, chúng nở thành chùm, cánh hoa hình trái tim úp vào nhau, lúc nào cũng chúm chím như làm duyên. Cánh hoa mỏng manh, dễ rách, chắc vì vậy nên có tên là hoa giấy. Hoa nở từng chùm trắng, hồng, xen kẽ với nhau thật đẹp. Hoa giấy là loài hoa không có hương thơm, nó cứ lặng lẽ dâng cho đời màu sắc rực rỡ. Như vậy, trong đoạn văn này, tác giả cũng đã sử dụng rất nhiều các giác quan để quan sát, vận dụng hình ảnh so sánh, nhân hóa và lựa chọn một trình tự miêu tả phù hợp và hoàn thành một đoạn văn rất hay, phải không các em? Nào, vậy, đoạn văn là một phần của bài văn. Viết được những đoạn văn hay, có sự liên kết giữa các đoạn văn ấy, thì các em sẽ có được một bài văn hay. Viết cấu tạo một bài văn miêu tả cây cối thì thường có mấy phần và nội dung mỗi phần là gì? Chúng ta cùng ôn lại qua một bài tập vui sau đây nhé. Hãy nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để hoàn thiện cấu tạo bài văn miêu tả cây cối. Cột A của cô gồm có mở bài, thân bài, kết bài. Ở phiên cột B là những cụm từ: từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỳ phát triển của cây, có thể nêu lợi ích của cây, ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả với cây, tả hoặc giới thiệu bao quát về cây. Các em có thời gian 10 giây để cùng suy nghĩ. Nào, chúng ta hãy cùng nhìn lên trên bảng với cô để tìm một đáp án đúng nhất. Mở bài, tả hoặc giới thiệu bao quát về cây. Thân bài, tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỳ phát triển của cây. Kết bài, có thể nêu lợi ích của cây, ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả đối với cây.
Như vậy, với bài tập này, các em đã hoàn chỉnh được cấu tạo của một bài văn miêu tả cây cối. Và các em ạ, khi mình viết một bài kiểm tra của thể loại văn miêu tả cây cối, thì các em sẽ làm như thế nào? Vậy, cô sẽ hướng dẫn các em trong phần hoạt động tiếp theo. Hướng dẫn làm bài kiểm tra. Cô có một đề văn. Thế giới cỏ cây, hoa lá xung quanh chúng ta muôn hình muôn vẻ. Em hãy tả lại một loài cây, loài hoa hoặc một loại trái cây mà em yêu thích. Các em hãy đọc đề lại một lần nữa để chúng ta cùng xác định yêu cầu. Trước tiên, chúng ta cùng xác định thể loại của bài văn này. Trước tiên, chúng ta cùng xác định đề bài thuộc thể loại văn gì? Thể loại văn miêu tả. Đối tượng miêu tả là gì? Một loài cây, loài hoa hoặc một loài trái cây. Em lưu ý gì khi lựa chọn đối tượng miêu tả? Đấy chính là phần tình cảm của em yêu thích nhất. Như vậy, với từng loại cây mà các em cần lựa chọn trình tự miêu tả phù hợp hay chọn cách nào thì bài văn của các em cũng đều phải có 3 phần. Phần thứ nhất, mở bài, giới thiệu cây, hoa hoặc quả em định tả. Nêu thời điểm em quan sát cây, hoa hoặc quả ấy. Phần 2, thân bài, tả bao quát toàn bộ cây, hoa hoặc quả. Tả từng bộ phận của cây, hoa hoặc quả, hoặc sự thay đổi của cây, của hoa, của quả theo thời gian. Chú ý thể hiện kết quả em đã quan sát được nhờ các giác quan. Tả cảnh vật thiên nhiên xung quanh, hoạt động của con người tác động đến cây như nắng, gió, khí hậu, chim chóc, con người. Vận dụng thêm cách miêu tả kết hợp cùng với các hoạt động thì sẽ giúp cho bài văn của các em có một lối viết riêng và rất sáng tạo. Phần 3, kết bài, nêu suy nghĩ hoặc tình cảm của em với cây, hoa, quả được miêu tả. Các em thân mến, cô cùng các em đã hoàn thành phần ôn tập thể loại văn miêu tả cây cối. Sau tiết học này, các em hãy hoàn thành một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây, làm một bài kiểm tra viết theo một trong các đề bài ở sách giáo khoa trang 99 vào tập và vào giấy kiểm tra. Cô hy vọng rằng bằng những giác quan và sự quan sát tinh tế của mình cũng như chính giọng văn của mỗi em, chúng ta sẽ là một nhà văn nhí để miêu tả thành công một loại cây mà em yêu thích. Cô chào tạm biệt tất cả các em và luôn chúc các em học tập thật tốt.